Theo số liệu thống kê của Bộ Công thương cho thấy, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã có bước chuyển ngoạn mục khi liên tiếp lập kỷ lục và vượt mốc hơn 2,7 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu sau 8 tháng đầu năm của năm 2018. Với đà tăng trưởng lên tới hơn 14%, dự báo trị giá xuất khẩu rau quả sẽ cán mốc hơn 4 tỷ đô la Mỹ đến hết năm. Trong tổng số 2,7 tỷ đô la Mỹ thu về từ xuất khẩu rau quả trong 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc đã chiếm xấp xỉ 1,994 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2017. Tiếp đến Mỹ đứng thứ hai với 87 triệu đô la Mỹ. Dự báo về xuất khẩu trong các tháng tới, Bộ Công thương cho rằng việc chiến tranh thương mại Mỹ Trung đang có xu hướng tiếp tục leo thang sẽ gây ra những tác động tiêu cực đối với xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Cụ thể, Trước việc Mỹ tăng thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc, các sản phẩm nông sản của Trung Quốc sẽ phải tìm thị trường thay thế. Khi đó nhiều khả năng các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ chuyển hướng và gây áp lực cạnh tranh rất lớn đối với nông sản Việt Nam. Ở chiều ngược lại, khi Trung Quốc đánh thuế bổ sung 25% đối với các sản phẩm nông sản xuất khẩu của Mỹ như trái cây và các sản phẩm thịt gia súc, gia cầm, để tránh mất lợi này, các sản phẩm nông sản của Mỹ có thể sẽ chuyển hướng xuất khẩu và tìm cách thâm nhập vào thị trường Việt Nam nhiều hơn.